Hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi 8 được game kinh dị mới. Ok, chúng ta bắt đầu ấy. S Hollow Game. Ok. Trước tiên cần tìm, chúng ta cần tìm 20 túi tiền. Ok, chúng ta đã tìm được 14 túi. 15. Sắp hoàn thành rồi anh em ạ. Trên tầng 9.
Ok, mình chỉ còn 2 túi nữa thôi anh em ạ. Ok, thôi, đâu, trên này không có. Ok, giờ mình sẽ phải tìm lối thoát. Ok, nó đã đi xuống rồi anh em ạ. Ok, chúng ta đến với Evinun. Chúng ta bỏ qua phần giới thiệu nha. Ok, lần này chúng ta sẽ thoát khỏi đây bằng đường hầm nha anh em. Tìm một số đồ. Ok, đây, chúng ta vào. Ok, mình sẽ em tỏa nấu dây điện. Ôi nào nào nào. Mệt quá anh em.
Giờ mình sẽ phải đi tìm một vận gì đó dài anh em. Ok, mình có cái chuỗi. Wow. Hôm nay hộp của anh em ạ. Ôi, không có đâu. Sẽ kiếm chìa khóa. Wow. Ok. Mình sẽ nhận vào đây nha. Khóa nhanh lên thôi, à, sắp ra nơi anh em ạ. Ok, xe phép truy.
Để mình sẽ phải lấy cái gì đó. Sẽ đến một nơi để chúng ta có gì. Đi bác chú. It looks like you've learned how to travel between worlds. It won't help you anyway. Your sister will never wake up again. I stole her mind. Soon, I will destroy her forever and get out into reality. And her body won't last long. So don't even try to stop me. See you soon. Cả thành phố giờ đã biến thành
chìa khóa đâu anh ạ? Quay về hồi ức. Ốc à. Ok, hộp đạn này. Có khá là nhiều đạn. Yes. Okay. 3S 4-5. Oh no. Okay. How up? Dùng 15% sức mạnh. Okay, mình có sức mạnh pháp thuật ăn nói. Okay.
Zombies. Shotgun. Wow, cảm ơn. Ok, súng cho xịt với anh ạ. Wow, khá nhiều ấy. Wow, double kill. Mình sẽ đợi nha. Chúng ta biết ba đây to die. Đây quan ta phải kiếm chỗ để thoát ra khỏi đây. Chẳng có tên sát nhân. Tìm chìa khóa anh.
chìa khóa anh em. Kệ, sẽ quay lại kiếm chìa khóa. Không có gì hết. Không có gì đâu. Chịu cả chìa khóa anh ạ. Ok. Đây có một búa này. Sao mình sẽ đi xuống. Ta vẫn chưa kiếm chìa khóa. Ok, chìa khóa đây rồi. Cái này anh em ạ. Ok. Rồi, ta sẽ xuống đi tiếp. Chìa khóa bạc. Không phải có nó đâu. Ok, có thêm chìa khóa vàng. Có tiếng trần anh em. Ô nè. How upsland Nina. Ok, ta có mảnh giấy đầu tiên. No. Ok, mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.